Hola, Pablo. Nè 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 nè, mày cho lại cô. Mày làm gì vậy? Cô đây, mày đây, à, tao mày một tay. Ngồi xuống. Mày đi cò, cò. Tôi ngồi ngồi ở bàn dưới. Úi cô. Thế là có cái đảng du hồng nhất chứ nhỉ. Bye bye trời. Bạn chưa? Chưa. Du hồng ra tê màn hình. Sao đâu về ngồi dịch do. Với tay nào? Với tay. Với tay cái nào? Tay gãy rồi coi. Mày cho họ tay gãy rồi vậy. Hoa bên dưới chưa mua nữa. Này có nhiều công dân rồi. Đội ngũ nào cắn lên đấy kìa. Làm gì vậy? Vâng, anh Trương Bình và anh Văn Linh, hai anh đã chiến đấu. Hết rồi. Mày cười nhé nào. Cười nhé. Vâng á. Oh.
bỏ ra này một bàn hai người. Tớ lấy một quả trên bàn của mình. Đây mà. Được. Ba. Đây là tìm cái. Lấy cái. Đây là. Ao. Một. Hai ba. Chưa bao giờ đập với nhau rồi nó nổ. Bỏ 20 tháng 10 âm lịch à? 20 âm lịch à? Bỏ cái đầu mình ra. Vinh bỏ đầu. Bạn mày đâu sao mày lên đây? Bạn anh mày gì kìa? Thôi đi thôi. Bẹt ra men. Cường ơi gọi Bình lên nhé, Bình tròi lên. Tí về nó bảo như mình cảm đâu khóc thì cả họ tính giáo ô mi ơi sao mày giống tao ấy.
Họ trông ơi, Vinh lên nhá. Cây à? Cậu ơi, vào Bluetooth đã bật sẵn rồi. Cậu ơi, ta bật vào Bluetooth rồi. Bình hoa lắm. Bình. Mẹ đẩy toàn quay lên vành má hồ. Lu. Bình nhỉ? Lu đâu nhỉ? Mày chết năm anh ở bốc thương rồi kìa. Mày chết. Đừng ngồi không. Chậm đi dẫn tay. Mà thôi, anh em nghe nói như là nó mà bốc cả. Ấy dạ, dẫn tay anh chú tắt. Nhưng mà còn hiểu lắm. Được rồi ấy. Bây giờ còn hiểu lắm. Con lồn nghe tốt chết. Ok. Mày bỏ cái xe mà. Thôi đừng. Mày rút ra đi. Hết rồi mà. Mày về chỗ. Một mình một bàn một đống tác. Mày đúng là mẹ con lợn. Cảnh quá nhỉ. Thảm rồi Văn ơi. Cảnh quá. Cảnh không? Billy ơi. Ôi mẹ cháy ở lớp mắt rồi. Chú rộng quá. Chú động ở chỗ chảy hết chỗ này. Ê mắt mắt chảy hết này. Cái lỗi rồi hết. Cây đâu? Cây không chảy nước mắt nhỉ? Cây không chảy nước mắt chảy ở dưới. Vinh ơi, quẹt cái bảo này, cho lấy máy lên ngân hương rồi. Thế thôi, nó để dành tay cho một thằng bé táo. Vinh đang làm cái gì vậy? Cậu là ai? Yo,
yêu cầu anh ta ngồi xuống nhá. Lưng thì to. Hết rồi, hết rồi. Tao rồi đó. Mày chưa khỏe không? Mẹ ơi! Mày đi đi chẳng gọi thầy.